Em chào tất cả các bác ạ. Hiện tại thì bên vườn em đang có một số ít chậu gỗ để các bác có thể lấy kèm thêm chậu móc cũng như là vật tư vỏ thông ạ. Thì phi 30 lại chậu bí 30 em có 7 cái các bác ạ. Đấy, các bác có thể lấy kèm thêm những cái vật tư khác đủ 200.000 là em sẽ bao ship. Còn chậu 25 thì em đang còn có 2 cái thôi. Đây bí 25 em còn có 2 cái. Còn bí 30 thì em đang có 7 cái. Đấy, bí 25 là 5, bí 25 là 45.000 một cái, còn bí 30 là 55.000 một cái. Để các bác có thể lấy 1 2 cái hoặc 3 4 5 cái cũng được, thì mình sẽ lấy kèm thêm những cái vật tư khác thì em sẽ bao ship cho các bác. Ở hôm nay thì em giới thiệu với các bác về một thêm một loại phân hữu cơ nữa. GRD này, phân GR này. Phân này thì các bác dùng để bón lan kiếm thì rất là tốt. Thường thì những cái phân hữu cơ để bón thì gồm có thứ nhất là phân Ben rồi. Phân Ben thì giá cả của nó cũng không cao lắm, nhưng mà tốt nhất là phân Ben này. Rồi phân GR này cũng là một trong những cái lựa chọn phân hữu cơ để bón cho lan. Đặc biệt là lan kiếm thì các bác chọn phân này thì nó rất là tốt. Gói như thế này là 2 cân 70.000 ạ. Đệ một gói 2 cân là 70.000. Các bác mà yêu thích chơi bộ môn lan kiếm thì các bác nên chọn loại này, hoặc là phân Ben. Đệ Ben 1 ạ. Ben 1 thì nhà em vẫn có. Ben 1 thì em bán là 470 một bao 10 cân. Còn các bác lấy nửa bao là 240. Còn hộp 1 cân thì nó là 55.000. Đây là phân bón, gói này gồm có 2 cân. Đấy, ngoài ra thì hữu cơ thì em còn có phân chuồn quế nữa. Em có chuồn quế của Vinmit. Vinmit 50.000 một cân. Gói này gói 1 cân và nó là 50.000. Đấy, phân chuồn quế thì các bác bón cho những cái dòng lan thân thòng cũng rất là tốt này, hoặc là bón cho lan kiếm thì các bác nên cho vào túi lọc, tại vì nó hạt của nó hơi bé cho nên là nó không ví dụ như được tầm khoảng 2-3 tháng nó hay bị mùn ra ấy, nó làm có thể làm bẩn ra thể, thì các bác có thể cho vào cái túi lọc ấy, thì mình đến lúc mà nó được tầm khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng thì mình sẽ nhấc bỏ nó đi và mình thay phân khác vào. Cái phân chuồn quế Vmix này bón cho hoa hồng rất là tốt các bạn, rất là bốc luôn. Cây hồi rất là nhanh và cây phát triển rất là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng mua về để bón cho hoa hồng hoặc là những cây cảnh khác cũng đều được ạ. Đấy là phân. Đấy, em giới thiệu một chút về phân. Mùa này thì vẫn còn thối nhũn phải không các bác nhỉ? Còn rất là nhiều luôn ấy, tại vì bây giờ thì nắng mưa thất thường ấy. Thì nắng rất là gay gắt, mà đến lúc mưa xuống thì cây nó hay bị thối nhũn này. Sản phẩm thối nhũn bên em, chống thối nhũn bên em thì có khá là nhiều. Ridomin Gold này 60.000 một gói, gói 100g. Mancozeb ạ, Mancozeb xanh. Mancozeb xanh này thì gói 30.000. Em còn một loại Kinkinbun nữa, Kinkinbun là 25.000 thì gói của nó có 45g. Còn dạng nước thì em có cái này này, em có Fisan lạnh. Fisan này thì 55.000. Lọ 100ml. Hoặc là các bác dùng sản phẩm của Ngọc Linh này. Đấy, nhà em cũng đang dùng Ngọc Linh, rất là hiệu quả và tác dụng rất là tốt. Cái này thì Ngọc Linh này thì em bán là 100.000 một lọ, 250ml. Thực ra các bác mà trồng cà chua ấy, những cây hồi mà cây còn nhỏ nó hay bị bệnh sương mai ấy, thì các bác phun Ngọc Linh này hoặc là Ridomin. Các bác phun Ngọc Linh hoặc Ridomin rất là hiệu quả luôn. Cái đấy là dành cho những cái nhà vườn thôi. Ví dụ như là trồng nhiều ấy thì số lượng lớn thì mình phun thuốc thôi. Còn các bác mà trồng ít thì không cần phải phun đâu. Riêng cà chua năm ngoái em có trồng thì không cần phải phun các bạn. Nó có bệnh thì kệ nó, bởi vì cà chua sống rất là khỏe. Ví dụ như nó bị gãy thân đi rồi nó sẽ lại mọc cây khác và cũng có quả rất là sai. Đấy, đấy là sản phẩm chống thối. Ngoài ra em còn có Captain Thái thì lọ này là 25.000. Lọ của nó là 100g. Thường sẽ là pha từ 5g đến 10g, 5g trên 1 lít nước. 5g thì phun phòng, còn 10g thì sẽ là phun trị bệnh rồi. Đây các bác ơi, sản phẩm Humic này, Humic Acid này. Humic này thì phân bón lá Humic, sản phẩm này của Romo. Thì nó là dạng nước ạ, một lọ bé như thế này, 235ml thì có 35.000 ạ. Đấy, các bác có thể mua lọ bé này.
Nhà em còn có một lọ to, 120.000. Đây, lọ to này là lọ 1 lít. Còn phân bón lá, phân bón lá thì nhà em có này, 30, 10, 10 này, 20 đều và 6, 30, 30. Cái này là 25.000 một lọ. Đấy, còn phân vô cơ, dòng phân tan chậm thì nhà em có phân Zinan này. Zinan này thì các bác mà bón vào nó sẽ có, nó sẽ hút nước và nó nở, viên nở tròn màu tím đấy ạ. Đấy, cũng có loại cho cây trưởng thành đó là 22, 10, 10, 25.000 một lọ 150g. Hoặc là cho cây con là 310808. Ngoài ra thì các bác cũng có thể chọn phân trì Nhật. Không được. Phân trì Nhật thì chỉ số của nó là 14, 13, 13. 14, 13, 13 thì phân trì Nhật là 120.000 một cân. Cái phân trì Nhật thì nó phù hợp các bác bón cả lan kiếm này, lan kiếm thì rất là hợp luôn. Còn lan thân thòng thì các bác nên chọn loại này. Đấy, lan kiếm thì các bác có chọn phân trì xanh Mỹ. Xanh Mỹ thì nhà em là bán 160. Đây, mùa này các bác tách lan kiếm cũng có thể dùng kiwi xanh này. Các bác bôi trực tiếp vào vết cắt ấy, thì nó sẽ giúp cho cây đẻ nhiều con hơn. Nó đẻ còn nhiều hơn ạ. Đẻ nhanh và đẻ nhiều hơn. Ở Hùng Nguyễn này thì có 25.000 một lọ. Đấy, các bác mà lấy cả hộp 10 lọ thì có 220 ạ. Bác lấy từ 5 lọ là 23.000 một lọ. Đấy, B1 Thái này, B1 Thái vừa giúp vừa kích rễ này, giúp cây hồi nhanh này. Cái B1 này thì một lọ này là lọ 1 lít là 140, còn các bác lấy lọ 100ml thì là 25.000. Đấy là B1 Thái. Với cả mùa này thì các bác mà tách cây đây, em có keo liền sẹo này, 45.000. Cái này là keo liền sẹo đen đấy. Keo đen, còn có một loại keo Mỹ Tiến nữa. Mỹ Tiến thì nó rẻ hơn. Ở đây Mỹ Tiến có 30.000 thôi. Nhưng mà Mỹ Tiến này thì nó lỏng hơn các bạn. Các bác mà về ấy cho hoa lan thì mình có thể dùng keo đen kia. Còn cái Mỹ Tiến này dùng cho cây cảnh này. Các bác dùng cho cây cảnh, ví dụ như cây dùng để cây cảnh, ví dụ như là những cây mai, cây đào chẳng hạn, hoặc là những cây khác chẳng hạn, thì các bác có thể dùng những cái keo Mỹ Tiến. Đấy, cái di đỏ là 5 năm các bác nhé. Di đỏ 5 năm. Đây, nếu mà mùa này các bác mà có bị nấm rễ thì các bác dùng Chicho de Ma này này. Gói này có 10.000 thôi. 100g 10.000, hoặc là các bác lấy gói to 1 cân. Gói to 1 cân là 40.000. Cái này là dùng để xử lý giá thể rất là hiệu quả các bác ạ. Xử lý giá thể này, hoặc là nó bị nấm thối rễ thì các bác dùng loại này này. Rồi, phân thuốc thì nhà em có đầy đủ nha. Các bác cần loại nào và các bác cứ nhắn tin hoặc là các bác gọi điện thì em sẽ báo giá cụ thể hơn. Em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em. Các bác mà cần loại gì thì các bác liên hệ theo số điện thoại ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả các bác.